nữ hạm trưởng đầu tiên của hàng không mẫu hạm nguyên tử trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ. Đại úy Amy Baumit đã tiếp nhận quyền chỉ huy hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln vào tháng 8 năm 2021, trở thành nữ hạm trưởng hàng không mẫu hạm đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Tàu USS Abraham Lincoln đã làm nên lịch sử vào hôm thứ Hai, 3 tháng 1 năm 2022, khi rời San Diego ra khơi để khởi hành theo lịch trình với sứ mệnh thường lệ của nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm số 3, khi nó khởi hành từ San Diego và trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên trong lịch sử Mỹ ra khơi dưới sự lãnh đạo của một nữ quân nhân. USS Abraham Lincoln bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi biển từ tháng 4 năm 2021. Nhóm tác chiến bao gồm một tuần dương hạm, bốn khu trục hạm, tất cả đều được trang bị hỏa tiễn dẫn đường với phi đội chiến đấu cơ F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ. Tuy nhiên, Lincoln không phải là hàng không mẫu hạm đầu tiên khai triển máy bay F-35C. Tàu USS Carvinson đã được khai triển cùng với phi đội máy bay chiến đấu tấn công 147 với những chiếc F-35C vào tháng 8 năm 2021, trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ khai triển kết hợp cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm. Hải quân Mỹ không chia sẻ thông tin về sứ mệnh mới của tàu USS Abraham Lincoln, chỉ nói rằng con tàu khởi hành cùng với nhóm tấn công để khai triển thường xuyên theo lịch trình nhằm hỗ trợ các hoạt động an ninh hàng hải toàn cầu. Trước khi lên nắm quyền chỉ huy tàu Lincoln vào năm 2021, bà Baumet từng là sĩ quan chỉ huy của tàu vận tải đổ bộ USS San Diego. Bà cũng từng là người phụ nữ đầu tiên giữ phó chỉ huy trên một hàng không mẫu hạm trong thời gian phục vụ trên tàu Lincoln từ năm 2016. Bà Amy Barmit, đại tá hải quân sinh ra ở Milwaukee, Wisconsin, 51 tuổi, tốt nghiệp Viện Đại học Hải quân từ năm 1994, thời điểm mà Quốc hội Mỹ cho phép phụ nữ phục vụ trên tàu chiến và máy bay quân sự. Lấy được bằng thạc sĩ tại trường cao đẳng chiến tranh hải quân và được bổ nhiệm làm phi công hải quân từ năm 1996, đạo luật đó đã hoàn toàn thay đổi đời tôi. Tôi mong sẽ trở thành một vị lãnh đạo và người dẫn dắt tốt cho các quân nhân nam và nữ. Bà Baumit nói trong một bài phỏng vấn của CBS News thực hiện vào năm 2018. Bà Baumit từng là một phi công trực thăng dày dặn kinh nghiệm đã bay hơn 3.000 giờ trong hải quân Mỹ và từng chỉ huy phi đội trực thăng hàng hải Stretch 70 trên hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush, thời điểm mà con tàu này tham gia chiến dịch chống khủng bố toàn cầu. Khi nắm quyền chỉ huy tàu Lincoln vào mùa hè năm 2021, bà Baumit đã nói trong một tuyên bố rằng không có ý thức trách nhiệm nào khiêm tốn hơn là biết mình được giao phó việc chăm sóc những người đã được lựa chọn để bảo vệ quốc gia của chúng ta.